chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của hàng Hot Thái Thắng. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu đến mọi người thêm một dòng sản phẩm ống nhòm ngắm cảnh. Và cái sản phẩm này thuộc phân khúc giá rẻ nha mọi người, giá siêu rẻ luôn ha. Và nó đến từ thương hiệu Nikola của Nhật. Đây, Nikola ha. Thì lúc trước nó là thương hiệu của Nhật nha mọi người. Và bây giờ thì nó đã bán cho Trung Quốc rồi ha. Nhưng mà mọi người cũng yên tâm về tất cả những cái công nghệ cũng như là chất lượng kính của hàng Nikola này thì vẫn còn sản xuất theo cái tiêu chuẩn của Nhật nha mọi người. Đây. Và cái mã của cái sản phẩm này là 30x40, có nghĩa là nó có cái độ phóng đại là 30 lần và đường kính 40mm. Với cái độ phóng đại 30 này thì mình có thể dễ dàng quan sát được những cái mục tiêu ở xa. Cùng cái đường kính 40 này thì mình có thể quan sát được bao quát toàn bộ cái khung cảnh mọi người. Và mình sử dụng trong cái thời gian dài thì nó không có bị mỏi mắt hoặc là đau mắt. Đây mọi người, Nikola 30x40 ha. Thì bây giờ thì mình sẽ mở hộp cái sản phẩm này ra luôn. Đây mọi người, thì nhìn cái hộp thì cũng có kích thước rất là nhỏ gọn, mình có thể dễ dàng cầm trên tay hoặc là bỏ vào cái ba lô túi xách gì hết rồi. Đây, mở hộp luôn ha. Đầu tiên thì phụ kiện thì mình sẽ có catalog hướng dẫn sử dụng nha mọi người. Đây, Nikola ha. Và ở đây thì mình sẽ có cái túi đựng cho cái ống nhòm này. Đây, túi đựng cũng may thiết kế rất là đẹp. Đây rồi, ở phía sau thì sẽ có thiết kế thêm cái xỏ thắt lưng ha. Đây mình sẽ đeo cái thắt lưng vào cái lỗ này. Đây, túi đựng. Và ở trong đây thì sẽ có khăn lau kính. Đây mọi người, hút ẩm ha. Còn đây là cái sản phẩm chính của chúng ta ngày hôm nay. Đây, Nikola 30x40. Đây nha mọi người. Về cái thiết kế của nó thì rất là nhỏ gọn nha mọi người. Mình có thể dễ dàng cầm trên tay của mình ha. Và nó thiết kế theo cái dạng rúp. Rúp là nghĩa là hai cái ống này nó sẽ thẳng nha mọi người. Thì với cái thiết kế này thì nó sẽ tăng cường cái khả năng chịu ánh sáng, giúp cho mình có thể quan sát được trong cái điều kiện ánh sáng yếu. Đây mọi người. Đồng thời thì nó sẽ cho cái hình ảnh chi tiết và sắc nét hơn nha mọi người. Đây, thiết kế rất là hiện đại ha, dùng rúp. Đây, Nikola. Ở giữa cái nhòm này thì mình sẽ có cái hệ thống xoay lấy nét cho cái ống nhòm nha mọi người. Lấy nét từng điểm ha. Đây, ở đây thì mình còn có cái dây đeo cho cái ống nhòm. Đeo cổ ha. Đây mọi người, còn chất liệu của nó thì hợp kim nha mọi người. Đây, hợp kim nhôm siêu nhẹ luôn ha. Thì với cái chất liệu này thì mình có thể dễ dàng bảo quản cái ống nhòm này tốt hơn, tránh cái bị lạch kính hoặc là chấn động kính ở bên trong khi có lỡ mà xảy ra va chạm hoặc là rơi rớt. Đây mọi người, thì ở bên trên này thì còn có lớp cao su đây ha, thì giúp cho mình cầm nó chắc tay hơn, nó đầm tay ha, không có bị trơn trượt trong quá trình sử dụng. Đây mọi người. Và cái góc nhìn này có cái ống nhòm này nó có góc nhìn 9.3 độ nha mọi người. Nên mình cũng sẽ quan sát được bao quát hơn ha, với cái góc nhìn rộng. Nhìn được toàn bộ cái khung cảnh ở trước mắt của mình. Đây, 30x40, nhìn 9.3 độ. Đây ha. Và ở đây thì mình sẽ có hệ thống cân bằng mắt nha mọi người. Cộng trừ ở đây. Như mắt mọi người có bị cận, bị loạn hoặc là bị viễn gì đó thì mình sẽ xoay ở đây ha, để cân bằng giữa hai mắt mình lại, để cho hình ảnh nó rõ nét hơn. Đây nha mọi người, thiết kế đây rất là đẹp. Dòng ống nhòm giá siêu rẻ nha mọi người, đến từ thương hiệu rất là nổi tiếng này ha. Đây, kính đây. Thì kính góc nhìn siêu rộng đây nha mọi người, chất liệu hợp kim nhôm. Đây, thì bây giờ thì mình sẽ gắn cái camera vào cái ống nhòm này để cho mọi người xem cái độ phóng đại cũng như độ nét của cái dòng ống nhòm giá rẻ Nikola 30x40 này ha. Đây nha mọi người.
Và đây là độ nét của dòng ống nhòm Nikola 30x40 nha mọi người. Và ở đây thì mình quay qua cái camera nên cái hình ảnh nó không có được rõ cho lắm. Và đồng thời thì đối với cái dòng giá rẻ như này thì hình ảnh như này thì nhìn vẫn rất ok rồi á. Mình không thể đòi hỏi nhiều ở cái dòng giá rẻ này được. Đây, nhìn ở ngoài bằng mắt thường thì nó sẽ nét hơn nha mọi người. Đây ha. Đây, đây nét. Đây nha mọi người. Rồi ha. Thì nếu như mọi người có nhu cầu trang bị cái dòng ống nhòm Nikola 30x40 này cho những chuyến du lịch dã ngoại, cắm trại hoặc là xem thể thao của mình thì mọi người cứ tham khảo trực tiếp ở địa chỉ là số 12 ngõ 151 Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội. Đây, và trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh là 129 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Và số điện thoại liên hệ là 0912245244 và 0974444097. Đây nha mọi người, hay số hotline này ha. Và trang web của bên mình là điện tử thái thắng.com hoặc là ống nhòm.net. Đây, ở trên đây thì có rất là nhiều cái sản phẩm ống nhòm ngày và đêm đến từ nhiều cái thương hiệu khác nhau rồi, và cũng có nhiều cái mức giá rất là khác ha. Đây thì mọi người cứ tham khảo trên trang web cũng như là kênh YouTube của mình. Đây thì ngoài cái dòng ống nhòm ngày này thì mình còn cung cấp thêm những dòng thiết bị như là máy dò vàng, dò kim loại, dò đá quý, những dòng đèn pin siêu sáng, đèn pin lặn, đèn pin tự vệ, đèn pin cứu hộ hoặc là chống cháy nổ, các dòng thiết bị quang học như là ống nhòm ngày này, ống nhòm đêm hoặc là kính hiển văn, và ngoài ra thì còn có kính hiển vi và những dòng thiết bị kỹ thuật số đồ công nghệ như là khung ảnh số, máy ghi âm, camera hành trình, micro không dây, có dây micro hội nghị và những dòng thiết bị đo lường, và còn có camera dưới nước, camera nội soi công nghiệp luôn nha mọi người. Đây rất là nhiều cái sản phẩm ha. Thì mọi người cần cái sản phẩm hàng hot gì thì mình cứ tìm kiếm trên trang web hoặc kênh YouTube của mình nha mọi người. Thì mình xin kết thúc video tại đây, và mọi người nhớ like và đăng ký kênh YouTube của mình để khi mình ra video thì mình sẽ nhận được cái thông báo cho cái video mới nhất, để mọi người không có bỏ lỡ bất kỳ cái video hàng hot nào của bên mình. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video sau.